cho tiền ta kìa em ơi. Ta xin gì đó. Ta xin gì đó cho ta đi. Hãy lấy tiền cho ta đi em. Có tiền đó không, lấy cho ta đi. Tiền đó không? Mới là tới vậy? Mới vậy nha. Dạ hả? Chết rồi. Đây không? Come on.
Cây nó cũng sáu thuốc quá. Cái cây chắc nó sáu thuốc quá. Nó chỉ chắc còn cứ nói thì không biết. Đi chậm hơi gấp hơn dầm mà. Hàng nào hàng ở đây không? Có hả, chậm nó chậm không? Rồi. Ờ biết rồi. Em đi đâu chơi đó hả? Đồ bánh đó hả? Đi đi đâu chơi đó. Đi đâu đi, còn múa nữa. Đâu còn múa nữa. Nghĩ như vậy hả? Cho bạn này đó. Tôi có phải TikTok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiện mà em cho chị coi. Nè, cho thử đi, xong tao muốn khổ rồi. Vậy xong tao muốn khổ. Vậy biết là mà tao muốn cận lắm em ơi. Cái kêu ấm hiệu của ta mà. Yeah.
để tiền nó lấy không? Không. Không lấy. Sao không lấy mà cô đưa cho con đĩa đi? Không, đưa cho nó lấy. Đưa cho lấy ở đây nè, ở đây đưa nó lấy chưa? Dạ. Ở đây đứng đây đưa nó lấy chưa à? Đó, ta đưa đó, nít đó, đưa đó. Bóc cho 100 đi, đưa cho nó đi. Trời ơi, 50 đồ nữa. Tụi nghiệp ta, ta muốn cực khổ. Mua quá dở bồng ra lắm nữa. Được. Đó tôi nói cho tiền đưa cho Hồng đó. Dạ, đâu thua Trung Quốc đâu. Có Trung Quốc không? Bờ Việt Nam chưa được. Dạ. Chưa được thế giới. Trung Quốc năm rồi đúng thứ ba. Có Mã Lai với mình. Singapore với Trung cái bông nó lấy cái bông hả? Đúng rồi. Lấy cái bông hả? Dạ hả? Ở chỗ này không biết phần chú lấy được không? Đâu dám đi đông đâu. Chẳng phải theo. Cái gì? Nó chờ có chở tới đâu đó kìa. Kìa. Nó hỏi chạy em mà lát bố đi. Thế nè. Đâu có trốn đâu hả? Giờ nào tin? Vậy hả? Về nghỉ luôn hả vậy? Về nghỉ luôn hay là về chơi? Nghỉ lại. Dạ hả? Im coi. Xong. Em phải ngồi rồi đó.